Rồi, hello, chào tất cả các anh em ha. Thì hôm nay cũng vừa hoàn thành xong hai cái con máy anh em. Thì hai con máy này là hai con máy chuyên đánh thiền công suất lớn anh em. Thì con này là con chuyên đánh thiền công suất lớn, thì 16 phép, và con này là con 20 phép, chạy bom bích 6 chế độ ha, có chế độ thả cáp anh em. Thì đây mình sẽ test cái con máy 16 phép cho anh biểu xem ha. Thì ảnh yêu cầu quay video để gửi để hướng dẫn cho anh xài ha. Thì đây là mình sẽ test chế độ bom nha, chế độ bom chung. Thì những con máy này em bán rất là nhiều rồi nên em test để hướng dẫn cho anh xài thôi. Thì đây là cái volume chuyển chỉnh tần số ha. Còn đây là cái công tắc chuyển chế độ bấm và đánh lì. Thì đây là xuống đánh lì. Mới có 50-60% ha. Thì những cái con máy này thì em bao anh em tất cả các loại cá luôn nha, bao gồm cua phi anh em. Thì bao cá nổi đẹp và bao gồm cua phi ha. Thì các anh em nào tin tưởng thì các anh em cứ việc sử dụng em bảo hành cho các anh em xài luôn ha. Nếu không ok thì cứ cứ gửi lại cho em, thì hay là hoặc gửi về cho em sẽ làm lại cho các anh em xài ok thôi. Thì nói chung là không có tốn phí anh em. Thì những con máy thì em bán trên thị trường rất là nhiều, thì anh em xài thì anh em cũng biết ha. Đây là 16 phép nhỏ anh em, 16 phép lớn anh em, xin lỗi. Đây là con 16 phép lớn chạy bom bích 2 chế độ. Và con này là con 20 phép lớn chạy bom bích 6 chế độ. Thì những cái dòng máy này thì nó không có kén gì loại cá nào ngang anh em. Thì tất cả các loại luôn. Thì bao gồm cua phi, lóc, chê, lương, nói chung là nhân dân. Thì các anh em đánh chuyên nghiệp thì các anh em nên xài những cái dòng từ 20 phép nhỏ cho lên ha. 20 phép nhỏ cho lên, 20 phép nhỏ hoặc 24 phép nhỏ hoặc là 14, 16 phép lớn, 20 phép lớn gì đó, 18 phép lớn gì đó. Thì các anh em xài những cái dòng đó là các anh em đánh chuyên nghiệp con gạo thì nó sẽ ok hơn ha. Còn cái dòng 16 phép nhỏ thì các anh em đánh cũng hiệu quả nha, nhưng mà nó nói chung thì tiền nào thì của nấy mà anh em. Thì các anh em làm nghề thì các anh em đầu tư xíu thì các anh em sẽ lợi nhuận cao thôi, bắt được cá là hiệu quả đó. Thì những con máy này em sẽ gói hàng để gửi cho các anh em ha. Thì các anh em chờ nhận hàng giúp mình nha. Chạy hai cái tụ đầu ga anh em, hai tụ đầu ga 330W ha, hai tụ lớn. Đây là 6 cái tụ lục nguồn ha, chạy hai tụ bom 10mm. Thì đây là bom bích 3 chế độ, nhưng mà em sẽ làm 2 chế độ cho anh em dễ xài, dễ sử dụng ha. Đường áp thì E55. Thì các anh em nào xài thì các anh em muốn xài 55 hoặc 65 cũng được. Các anh em cứ báo cho em thì em sẽ làm cho anh em vậy thôi. Nói chung là nó sẽ, nếu 65 thì giá tiền nó sẽ cao hơn xíu. Thì thường thì nói chung là 55 là đánh cực kỳ ok rồi, cực kỳ ok rồi. Thì những cái con máy này nè, những con máy này biến áp E65 và E55 là đánh cực kỳ ok rồi. Nó nói chung là nó rất là đạt, rất là đỉnh rồi. Thì các anh em nào xài thì các anh em cứ việc liên hệ với mình ha. Rồi, chào anh em nha.